Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đã đến kiểm tra công tác giám sát việc thực hiện chỉ thị 16 tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê. Tại Ủy ban Nhân dân phường Thạc Gián, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đã nghe lãnh đạo quận Thanh Khê và lãnh đạo phường Thạc Gián đã báo cáo tình hình thực hiện chỉ thị 16 trên địa bàn phường Thạc Gián. Hiện công tác thực hiện chỉ thị 16 trên địa bàn được đảm bảo theo đúng tiến độ. Quận đã lập 4 chốt phong tỏa cứng với 202 hộ dân và hơn 2.730 nhân khẩu. Trong đó, vùng tam giác có 35 hộ với 113 nhân khẩu. Còn khu liên quan đến ca bệnh Tản Đà là có 896 hộ dân với 2.620 nhân khẩu. Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị quận phải kiểm soát đủ lượng người lưu thông trong khu vực phường và trong khu cách ly. Cách ly thì đề nghị là vẫn phải cho nó bình thường theo đúng 16. Những hoạt động thiết yếu phải làm thì dân người ta phản ứng liền, không nên hết sức linh hoạt, nhưng mà đương nhiên là phải cương quyết nhưng phải linh hoạt chứ cứng nhắc quá khó. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị không nên khoanh vùng quá rộng, dễ mất kiểm soát và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu cách ly. Tại một số chốt mềm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị lập bảng với nội dung khu vực hạn chế ra vào và không nên kéo dây, ngăn cách quá dài, ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân. Còn đối với một số đường kiệt nhỏ thì chỉ cần một người trực chốt, nhắc nhở người dân để hạn chế phương tiện ra vào. Lãnh đạo quận Thanh Khê cho biết có một số khó khăn khi lập chốt tại các trục giao thông nằm trên đường chính. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu quận phường nên linh hoạt xử lý, vướng chỗ nào thì xử lý ngay chỗ đó. Đối với trục chính ấy, thì vẫn phải đảm bảo lưu thông chứ không thể không được hết. Đó là lưu thông. Còn trên các trục chính thì vẫn đảm bảo các hoạt động mà được phép theo chỉ thị 16 là mình vẫn không thể làm khác được đâu. Cái thứ ba nữa theo anh là kiểm soát thế nào, kiểm soát hết sức chặt chẽ trong khu vực này. Trong khu vực của mình ấy, ở đây mình đang nói nhiều là ngăn cản ra vào, nhưng cái chính của mình là phải đảm bảo là hạn chế ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, và nội dung ra ngoài thì là cái 16 quyết rồi, nên mua nhu yếu phẩm, những cả những vấn đề gì mà thiết yếu thì phải tạo điều kiện cho họ đi, nhưng hạn chế đến mức tối đa. Thứ ba nữa là cái cuối cùng là lớn nhất của giãn cách là gì, là không có tụ tập đông người. Còn đối với khu cách ly nằm trên đường Tản Đà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu phải đảm bảo nghiêm ngặt công tác giám sát việc ra vào của người dân, đồng thời nhấn mạnh phải đảm bảo nhu yếu phẩm hàng hóa cho người dân sinh sống, đề nghị tăng cường lực lượng của mặt trận và các hội đoàn thể tại các chốt nhằm hỗ trợ mua vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân khi có nhu cầu.